Hai, mình xin chào mấy bạn nha. Xin chào bạn hỏi anh chị em thân mến trên trang mà YouTube của mà Nguyễn Tấn. Thì hôm nay thì Nguyễn Tấn thì cũng có cái đôi lời thì cũng chia sẻ về một số mà cái câu chuyện về cái tỉnh thất bồng lai. Thì Nguyễn Tấn thì mà sẽ vào cái câu chuyện về tỉnh thất bồng lai như mà thế này. Thì mấy bữa dài thì câu chuyện về tỉnh thất bồng lai thì có rất là nhiều người mà cũng đang mà dùng mà mạng truyền thông và cả mà đến trang mà nó cá nhân đang lên án và đang mà nó quy chụp và nó xuyên tạc và cho câu chuyện ngoài cái tỉnh thất bồng lai và gây chuyện mà hiểu lầm và rất là nhiều. Thì mà gần đây thì cũng có mà mấy bạn mình cũng rất là có nhiều người cũng đang lên án và cũng chửi rủa thì bôi nhọ rồi nó bôi bác rồi thầy mà Lê mà Tùng Quân, thầy Lê Tùng Quân thì bôi nhọ đến mà Nam Đức Tiểu đó. Thì Nguyễn Tấn thấy rằng những điều đó là thấy là không có đúng và không có tốt cho mà mình, nên mình đừng có đi mà nó quá xa và những mà cái câu chuyện đó hiện nay tỉnh thất bồng lai đã là nó đổi tên và bên mà cái mà thiền âm bên bờ vũ trụ nghe cũng rất là hay. Thì các bạn mình đừng có nên mà moi móc những chuyện ngoài tỉnh thất bồng lai nữa. Thì các bạn hãy làm những chuyện, những gì mà mấy bạn đang làm cho đúng hoài và nói cho mình. Có mà một cậu nhỏ mà cũng đang làm hoài YouTuber cũng đang lên án mà hoài một số mà cái cá nhân nào đó trong mà những các sư thầy. Một cậu nhỏ đó nói là thầy tu nhưng mà thầy làm kênh YouTube, thầy đi mà lo mà cái chuyện đời, chuyện riêng tư của ta. Thầy nhưng mà Nguyễn Tấn thấy rằng cái mà một cậu nhỏ đó thì đứng lên mà nói chuyện như vậy thì nói chung là gì mình thấy như vậy là không có được. Tại mà vì sao không? Tại vì mình nhỏ, mình phải cần mà nó học hỏi những gì hay và những và cái gì đúng. Nhưng mà mình đừng có nên mình nghe theo những mà cái mà những trang báo nào đó và những mà quy định nào đó. Mình xem mà mình đứng ra mình nó phán xét như vậy là không có đúng. Thì mà ở đằng sau thì cũng có rất là nhiều người đang mà nó mà ủng hộ cho mà cái cậu bé này đặng mà đưa ra những mà chiêu thức và nó tung đòn cho những cậu bé này ủng hộ băng hôn. Làm như vậy là nó rất là nó sai lầm. Những người nào đang sau lưng của cậu bé là đang là ủng hộ là làm rất là nó sai lầm cho cậu bé này, có nghĩa là không có mà tốt cho mà cái cậu bé đó đang mà làm mà nó sai trái. Thì cũng rất là nhiều những người đang đứng sau quầy cho cậu bé đó đang mà ủng hộ cho cậu bé đó là làm những chuyện là nó rất là nó sai lầm, là không có đúng, đang mà nó cổ xí, đang mà cổ xí cho cô cậu bé đó, nên cậu bé đó thì đứng lên sẽ nói cho những điều đó.